xuống đi, 5 phần thì thôi sau 4 phần nữa. No. No. Em mới xuống dưới lầu soạn rồi được cái máy nè. Cái máy này là của ông xã em cũng lụm. Anh lụm của cái bà chủ nhà. Kiểu bà không có mai nữa, cái bà bỏ người, cái bà bán nhà bà đi á, bà bán cho người khác á, cho nên mấy cái đồ trong nhà là ai lụm được thì lụm. Đó, cơ bản ạ. Thấy bà cả ngày không thấy bà đòi thấy không? Rồi. Hello, xin chào tất cả cô chú nghe. Ba đi làm về nè, ba mua đồ ăn cho mấy mẹ con nè. Thì ba mua bánh thọt kỳ chưa? Có, ba mua có mua bánh thọt kỳ nữa nè. Đây nè, đó, ba để ra sân. Trời luôn. Nè bé đi, ba đứng phụ soạn đồ với có mẹ coi. Rồi. Ờ có mì á, ba mua thêm mì á. À, ba đứng bán phụ. Hai mì. Phụ mẹ soạn đồ ui, nha. Đây. Mì gói nè, đây, đây nè mì gói nè, đó, coi bả coi. Thấy thấy bà cả ngày không thấy bà đòi thấy không? Rồi. Trời ơi. Bánh thọt gì đâu? Từ từ để mà kiếm nè. Từ từ. Cái này bánh chip, chip nè, chi nè, bì bì, bim cái này, khoai tây chip, chị lại bán chip mà không có bánh thấp kỳ. Ba mua đường là hai túi đường, hai túi cà phê. Cái chợ đó nó không có bán bánh thấp kỳ con. Chai hình có, chai hình nó có bán, chai hình nhiều lắm. Rồi ba nó mua quá trời, trăm mấy không? Trăm mấy. Biết lắm mà. Nhiều đây là biết trăm mấy nha. Tiếp bên đây nè, cái thùng nhỏ đây nè. Cái thùng nhỏ nè, lấy bánh mì nữa. Đâu hết rồi. À đây, cái góc này. Trăm mấy. Dạo này đồ ăn lên giá cả nhà. Chứ hồi trước mà trong chợ Mỹ mấy cái này nó rẻ. Cũng trăm mấy không? Mình thấy cái đống nào là biết trăm mấy rồi. À, mình nói với mọi người là cái bánh này ngon nè cả nhà. Bánh này ngon, ăn giống như bánh mì Pháp vậy đó. Ngon. Nướng lên ăn nó thơm. À, cái này nấm. Nấm bên đây là rẻ nhất, cái loại nấm này là rẻ nhất. À, cá thu nè. Cá này có ủa cá xay mình là cá thu mà đúng không anh? Cá xay mình là con cá hồi á. À là cá hồi. Ừ, còn cá thu là cái con cá thịt màu đỏ đỏ. Cá thu nó nhiều loại thu lắm em. À. Nhưng mà cá thu là thịt màu đỏ mà gì? Con mắt cũng là cá thu vậy. Dạ. Ừ. Còn con này là cá ha. Còn con này là cá hồi. Cái này cá hồi. À. Có một cái hồi đó, một cái hồi của Alaska, một cái hồi của Atlantic. Nó à. Của Alaska đó. À. Hồi cái Alaska này, mắc hơn, hồi thịt Alaska nó đỏ hơn. Nè. Thịt nó đỏ hơn nè. Còn hồi này Atlantic thì thịt nó vàng, nó hơi cam. Nó hơi cam. Cái loại này thường thấy hơn nè, cái loại này ở trong chợ bán nhiều hơn. Nãy còn nữa anh lấy rồi, nó đang sale, còn có một cái một rồi. Cái này hả? Ừ. Cà. Cà. Cà để mai anh nhồi thịt đó. Nhồi thịt chiên hả? Tại em ăn cái đó em thấy nó dầu mỡ quá cho nên em ít khi làm món đó. Không chiên hả? Ừ. Cái này là hem. Hem gạch gà nè. Gà là gà tây quá. Bò. Con này là thịt hem. Có mật ong. Cái này ăn nó ngọt ngọt. Đó. Rồi cái gì nữa? Để coi. Mấy cái này là ông xã mình mua để sáng anh kẹp bánh mì. Sáng nào cũng kẹp bánh mì anh đem ăn sáng. Bánh mì thế này nè. Đem theo ăn sáng. Sữa nè. Sữa này là mua cho Henry là chắc luôn. Henry rất là mê sữa sô-cô-la. Uống nó béo béo bùi bùi cái nè. Mê lắm. Con này là trứng nè. Trứng mua thêm 2 dĩ nè. Dĩ này 12. Dĩ này dĩ 12. Có dĩ 18 nữa. Nè dĩ 12. Nó hơi nhỏ. 10 ha. Này trứng gà. Mà giống trứng vịt ở Việt Nam mình ha mọi người ha. Bên đây gà. Gà công nghiệp á. Loại này là gọi là gà trắng. Có loại gà nó đẻ trứng màu vàng nữa. Nhưng mà thường thì sẽ là thấy trứng trắng này nhiều hơn. À, cam
cái loại này cam nè, nó hồng hồng như nè, ăn nó ngọt ngọt mà nó hơi có vị nhẫn nhẫn. Táo sao nó ghi ngọt ngọt hả? Táo, cái này cà phê chồng mình nó uống mỗi sáng. Rồi cái này gì đây, sườn heo bán cái dĩa này có 8 đồng mà rẻ quá cả nhà, dĩa này có 8 đồng mà nó bán tính ra có 1 đồng 7 mấy vào. Trời, sườn mà đáng 1 đồng 7 mấy ha, quá rẻ luôn anh hả? Quá rẻ luôn, thường mà sườn này giá rẻ cũng 2 đồng mấy à. Mà giờ còn có 1 đồng mấy là quá rẻ luôn, chợ này bán rẻ ghê. Mà ông xã mình nó nói là do nó sale cho nên nó giá nó mềm. Hai dĩ là mà bằng một con heo con này cả nhà, thấy không? Bên đây bẻ giấm, nhà hết giấm nè, anh mua bình giấm cho bá luôn. Rồi hết rồi. Quá xả. Ê, trăm mấy. Ý là trong tủ lạnh mình còn nhiều đồ ăn lắm đó, nhưng mà kiểu mà mình đi chợ mà mình thấy cái gì rẻ là mua cả nhà, đó ha. Quá trời đồ ha. Còn hành tây nữa đó, hành tây hôm bữa mình cũng mới đi chợ về. Bữa đi chợ về còn chưa bỏ vô tủ nữa nè, trong tủ giờ hết chỗ để nè. Nè, mấy cái đồ này của Emily nè. Đó, trái cây rồi. Trái cây hộp. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì em chuẩn bị chủ nhật này cho bé Emily đi chơi với tắm biển á. Cho nên em mới có được mấy cái sắp giải lúc trước em mua để em làm em mang khẩu trang cái thời mà dịch Covid á, thì em có mua mấy sắp giải như thế này để mang khẩu trang. Và ngày hôm nay thì em soạn ra em cắt cho Emily được một bộ nè mọi người. Đây thì cái miếng vải nó như thế này, đây nè mọi người, cái miếng vải như thế này thì họ bán một miếng này thì khoảng 1 đồng hay là mấy gì đó mình quên, là lúc đó mình mua á là 1 đồng 1 đồng mấy gì đó, là mấy chục cent vậy đó. Thì cái chiều ngang của nó là 18 inch và 21 inch ha. Là cái này là 18 nè, cái này là 21 inch nè. Thì cái khổ này là dạng cái khổ 1m2 họ cắt đôi ra đó mọi người. Thì hồi nãy em ngồi em cắt được cái bộ đồ này nè, lúc mà em ngồi em cắt cũng nhanh lắm, cắt cỡ 10-15 phút là xong rồi. Thì em đang dự định đó là tiết kiệm cái vải, cho nên em may cái kiểu làm như thế nào cho nó phù hợp với cái vải. Thì đây là cái quần nè, cái quần là nó vừa cái khổ luôn ha. Đây là cái khổ này ha, nó nguyên một cái khổ như thế này. Thì đây em chia ra như vậy là được một cái quần xịp nè ha. Đây là cái quần xịp mặt trước và mặt sau nè ha, đây mặt trước và mặt sau. Thì mai cho đồ con nít mà tắm biển mà nó cũng đại khái thôi chứ không cần chính xác giống như đồ người lớn. Thì khi mà em cắt ra thì em ướm ra thì nó còn dư, cố gắng dư được một miếng đó, nó dư được miếng như đây thôi, cắt đôi thì em cắt một phần, một phần nữa để làm cái nơ, còn một phần nữa giống như vậy. Đây nào, em ráp cho mọi người xem. Đây còn phần nữa này thì em cắt làm sợi dây để em ráp mình viền cái này nè, viền cái cổ. Thì cái chỗ này á lát em sẽ dúng nhẹ cho này, rồi phía sau lưng, còn cái này là trước mặt nè, đây là trước mặt nè ha mọi người ha. Thì một lúc nữa em nối cái này lại, em nối chỗ này lại thì cái miếng này sẽ là cái nơ, cái miếng này sẽ là cái nơ. Đây như thế này, gáp ở đây đó mọi người, hình dung được chưa? Đó, rồi chỗ này thì sẽ dúng, rồi còn phần dây này còn dư lại thì sẽ là viền cầm nắp đó. Rồi đó là em Emily có được bộ đồ bơi rồi đó. Thì bắt đầu qua tới cái chuyên mục cắt xong đúng không, vậy nó qua tới cái chuyên mục là soạn đồ nè mọi người. Em mới xuống dưới lầu em soạn được cái máy nè, cái máy này là của ông xã em cũng lụm, ảnh lụm của cái bà chủ nhà, kiểu bà không có may nữa, cái bà bỏ người, cái bà bán nhà bà đi á, bà bán cho người khác á, cho nên mấy cái đồ trong nhà là ai lụm được thì lụm. Thì em mới đem dưới lầu lên nè, mới ghim điện vô luôn nè. Mày này không biết tắt đèn chỗ nào không biết nữa, thường máy mấy cái máy này phải có chỗ tắt đèn. Mà này hình như tắt đèn là rút điện hay sao á. Cái này là loại mối xoay chim. Ê, máy nhẹ hiều cả nhà, xách một tay cũng được nữa.
À, giờ em sẽ lau lau chùi cho sạch sẽ. May cái bộ đồ cho chị. Trời mà chị la vậy rồi làm sao mà may giá gì? Anh hai bỏ em ra ngoài cho em đi chơi đi anh hai. Anh hai bỏ em ra ngoài cho em đi chơi đi. Anh hai dọn dẹp gì không biết nữa. Ở này đèn tắt chỗ nào ta? Đây nè, chuyên dịch. Em mới lôi lên đó cho em còn nghiên cứu nè, em chưa biết nó xài sao đó nè. Không biết, không biết chỗ tắt đèn luôn. Làm sao ta, làm sao tắt đèn trời. Hay là cái này nó không có tắt đèn, nó chỉ xài xong rồi rút điện hả? Hình như xài xong rút điện thôi sao. Rồi cái này sao đây, mở này ra. À thì ra là mở này ra xong thay chụp trả. Thay chụp trả đây. Rồi đây là, đây là mai nè, mai là thiêu đó nè. Nó có 3 bước nè, thấy mọi người không? À, chạy dích chắc nữa nè. Chạy dích chắc thì cái này thì chỉnh. Để lát nó làm chỉnh lại coi sao. A, B, C nè. À, cũng nhiều công dụng quá chứ. Ok, để ra đi. Vỗ bà nhỏ cái đã. Bà nhỏ khóc quá trời. Cái máy mà thương hiệu này nè mọi người, có tiếng ở Mỹ lắm. Khi mà cái dòng này là dòng chuyên về mai giá với thêu á cả nhà. Broder nè, mắc tiền lắm. Có nhầm cái nó lên tới mấy ngàn luôn á. Ai nhốt con á hả? Tại em sao anh gì? Tại em đi cầu thang. Đó thấy chưa? Anh nói đó, tại em đi cầu thang mà, em hư. Em đi cầu thang cho nên em bị nhốt á. Chứ em không đi cầu thang em đâu có bị nhốt. Rồi đến đến. Ok đến rồi. Đánh đi, mẹ ẩm rồi, không có khóc nữa. Không có khóc, không có la làng nữa. Cho em chơi cho đã đi, khi nào chừng nào em tắm thì mẹ tắm đi tắm. Trời ơi, bóc ăn quá trời. Ăn đàng hoàng thì không chịu, người ta bỏ vô hộp, vô dĩa thì không chịu, lụm bóc bể trơn. Ừ. Anh hai cho một cái nữa anh hai. Trời. Cho một cái bỏ vô đây nữa cho em ăn. Đó, bỏ vô, một cái nè, đó. Nè, bé nè, bé nè. Trời ơi, trời ơi. Nó quạt ra ngoài hết rồi. Đó, à, bây giờ hồi nãy em thử máy nè cô chú. Lấy cái đồ nghề nè, thử máy nè. Thì ok, chỉnh lại cái đường mai chút xíu thôi. Chỉnh lại cái chập chả chút xíu. Nè. Cái đường này là cái đường đầu tiên thử nè. Đó. Cái đường thứ hai là cái đường sữa rồi. Rồi bắt đầu bây giờ em sẽ mai nha. Mai bộ đồ của bé Emily nha. À, chỉnh cũng chút xíu à. Máy này dạng là máy cũng còn mới tốt. Cho nên không phải là họ để lâu. À, còn mới lắm nè mọi người thấy không? Đường mai máy móc rồi không có bị rỉ sét nhiều. Có mấy máy mà để lâu quá là nó rỉ sét ghê lắm. Rồi, ok, tiếp tục. Đi chơi gì vậy? Tầm bậy rồi. Em nhảy mà. Nhảy gì là té cắm. Em nhảy gì vậy à? Ừ. Em vườn. Nhảy gì luôn đó hả? Dạ. Té u cái đầu luôn. Nhảy lên giường té u cái đầu luôn. Phải không? No. Phải không? Có té u đầu không? No. Có sàn, té u cái đầu thôi. Có sàn. Có sàn thôi hả? Ừ. Ừ. Chưa có quen mọi người, chưa có quen với cái máy này. Cái gì đó công chúa nè, có được chơi cho con chơi nào đó nè, đó giải nè đó, giờ đem giải xuống nè hả, tha hồ quậy, tha hồ quậy đi. Nãy em giục cái miếng giải này ra cái khoái nè, giải nè gì tới cái máy quay nữa phải không?
đó, giật. Ây, trời ơi. Nô, con cầm cái máy quay này con đập bể cái mẹ. Nô. Không. Cái đó không cho nó cầm máy quay khóc không cô chú. Cái máy này con đập bể đó con ơi, mấy trăm đô con. Mắc chiền lắm con gái ơi. Đi no. Gì vậy? Cái nào? Cái đúng rồi, muốn hư rồi, chơi đi con. Chơi chừng nào hư rồi bỏ. Chừng nào máy hư rồi bỏ. Bây giờ em có cái chân váy nè. Hồi nãy em cắt cái váy của em nó dài quá mọi người, em cắt bớt lại thì dư được cái này. Dư cái này may cái áo cho chị được. Đây nè. May áo em làm hai lớp dúng bèo thì ok. Để em coi thử coi. Đây nè. Cái bề ngang của cái này, bề ngang của cái này là vừa đủ cái vòng tròn à. Là may dúng bèo cho em Mali được. Cho nên bây giờ em sẽ may cái đầm cho em Mali nha. Để em phối thêm cái khúc trên. Viền. Chắc em sẽ lấy cái này viền quá. Nè. Thấy một miếng không? Cái giải này là giải lót. Giải lót nè. Cái màu kem nó cũng hợp với đó nè. Nay một cái lớp phía trong hoặc là phối với màu kem này, tại vì nãy giờ đang lựa mấy cái họa tiết cho nó tiệp màu á, mà thấy coi bộ không hợp, em cũng không có giải nào mà nó coi giãn hết trơn. Đây nè, cái họa tiết này thì nó không hợp với cái loan này nha, chú thấy không? Còn cái họa tiết lá này thì nó cũng không hợp luôn, nó hơi chất quớt nha. Thì nó đã rườm rà quá rồi thì chắc có thể là đi với cái một là bi, nhưng mà bi này thì nó không có hợp màu nha, màu nó không có tiệp. Nếu như nó màu nâu thì ok, cái nền này nó một kem với màu nâu thì ok. Đó nè, giờ không có cái nào tiệp hết trơn. Đây nè, có nguyên cái vàng này nè, đưa vô thì nó không có ăn khớp cho lắm. Đây, chỉ có một cái giải pháp duy nhất, đó là một kem này thôi. Một kem này làm khúc trên với viền cổ áo đó, là em thiếu một cái khúc ở phía trong, khúc phía trong như thế này nè, cái đầu các em dúng này xong rồi thiếu dây viền thôi. Thì nếu vậy thì em sẽ làm được một cái áo đó. Cái vải này mát lắm mọi người nè, mịn lắm ha. Thì sẽ sử dụng tận dụng lại cái khúc vải này để may cái áo dây cho em liền mặc cho nó giống hai mẹ con giống nhau. Vải nè dễ thương lắm cả nhà. Cái giải này mà may đồ cho em mà liền mặc là tha hồ luôn. Nhưng mà giải này giải KT, thì giải KT nó không giãn, em lại không có muốn may đồ cho em mà liền. Tại vì giải KT không giãn mặt nó khó chịu lắm. Muốn mặc thì phải mặc cho thiệt là rộng. Ok, giờ em sẽ may thử cái này ha. Lát sẽ quay cho cả nhà coi thành phẩm nha. Bây giờ em đổi qua cái giải này, tại vì cái giải này có độ giãn. Còn cái giải này KT này không có độ giãn. Mà cái kia là phi mà phi giãn mọi người, chứ không phải là phi không giãn. Đây nè, nó có đồ giãn nè, mọi người thấy không đó. Cho nên đổ qua giải này. Chưa về con ơi. 3 2 13 cái này bự. Đây 13 nè, không có phấn luôn. 13 mà cái này 16. Ok. Rồi. Cái áo đó là sao ta? Cái dúng ở trước này. Dúng ở trước, dúng ở dưới. Rồi. Cái dòng nách là hình như là 15. 15 bao nhiêu? Là 7.5. Đó, thấy chưa? Thấy nó chưa? Thấy nó chưa? Thấy nó phá chưa? Rồi nhưng mà ăn cái gì?
7 rưỡi nè. Không có phấn mọi người, cho nên giờ làm ẩu thi biết sao giờ. À, 5 phân hạ xuống đi, 5 phân thi thay sau, 4 phân nữa. No. 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 Tao quýnh mày bây giờ. Nè. Đó, cho đó, chơi đi. Rồi. Đây, đó, đúng rồi. Bự quá. Bự quá. Kệ đi. Cho nó rộng rãi đi. No. No. Quýnh con bây giờ. Nhìn chuyện hả? Đó, mà ăn gì được không? Nó theo nó phá vậy đó. Mà nhốt vô củi là nó ra làng. Rồi chịu đời nói không? Cái này ướm coi. Được rồi, good. Chịu đời nói chưa? Thịt ra xin thức đó bắt đầu. Rồi, xong cái máy luôn rồi, coi. Đó, cô chú thấy chưa? Thấy cái tay nó đâu có rảnh đâu. Nó không có rảnh. Cái tay nó bận dữ lắm nghe cô chú ơi. Đó, nó bận bịu dữ lắm, nó không có thời gian rảnh đâu nghe cô chú ơi. No. No. Không. Khóa đó. Nè, hồi nãy thì đòi cầm thước dây. Nè, cho cầm thước dây nè làm thợ may đi. Nè. Rồi xuống đi. Ê. Đó, rồi ngồi làm thợ may cho bé coi, không? Cái kéo này bén lắm. Cái kéo này là cái kéo thép đó. Cái kéo này là bằng thép mọi người. Nó bén dữ lắm, cắt một cái là nó ngọt xớt rồi. No. Không. Phá. Phá hả? Phá. Ừ. Phá. Ừ. Khó ăn hiếp á. Giờ ở nhà chỉ có ăn hiếp được Emily thôi chứ anh hai nó giờ cũng đâu có ăn hiếp được đâu. La làng, qué 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 luôn á. La trên xe à? La trên xe. Nhắc đít à, nhắc cái đít à, cái đít đi. Trời nhúng nhúng luôn đó. Trời ơi nhúng nhúng. Nhúng rồi, trời nhúng luôn đó. Trời. Cười. Ấp à, vào.